Mọi người bỏ tiền vào thị trường này. Thế thì câu hỏi mọi người, các anh chị em chúng ta bỏ tiền vào thị trường này, kỳ vọng là thắng bao nhiêu tiền trong một tháng? Mỗi tháng kiếm được 10% đủ rồi. Đúng, chính xác. Muốn ăn nhanh là chỉ có vào casino, còn không thì kinh doanh vốn tự có là nhanh nhất. Đấy, x2. Ok, thế thì bây giờ là mình, các anh em muốn 30%, 10% x2, cái đó là cái KB đúng không? Cái KB đúng không? Nhưng các bạn biết, các bạn thấy tiền vào thị trường này, các bạn cần phải nghĩ đến cái SL chứ không phải cái KB. Bây giờ câu hỏi ngược lại nè. Thế thì bây giờ giả sử bạn Việt Anh có 1.000 đô, bạn bạn bỏ 1k, bạn quyết định nhảy vào bỏ vào cái trò game Marine Ping Pong này bạn chơi, thì cái SL của bạn là bao nhiêu, bạn nghĩ tới chưa? Tức là gì? Tức là bây giờ tôi bỏ 1.000 đô này vào, nhưng mà chỉ cần tôi đánh mà nó âm 30% tài khoản tôi là tôi nghỉ chơi, hoặc nó âm âm 50% tài khoản là 1.000 đô này tôi chỉ cần có âm bay mất 500 đô thôi, là còn 500 đô là tôi nghỉ rồi, là tôi thấy thằng này không ổn rồi, chơi không lại nó rồi, hoặc là tôi đang sai, tôi đang thiếu cái gì đó rồi, tôi đánh thua, tôi không chơi nữa. Có ai bao giờ nghĩ đến việc đó chưa? Anh em chúng ta đã tính đến việc đó chưa ạ? Thế thì chưa thì bây giờ tính nha. Thế thì cho mình biết một con số liệu, cái mức SL này đối với các bạn là bao nhiêu phần trăm là nên ngưng lại. Đối với những cái người đánh 10.000 đô thì đối với họ chỉ cần khoảng 20% là cháy 2.000 đô là họ đã ngừng lại rồi. Nhưng có những cái người mà tài khoản 100 đô thì đối với họ mức SL của họ lên có 100%. Có nghĩa là 100 đô này cháy thì kệ cha, nó cũng nạp cái 100 của chơi tiếp. Cho nên mỗi người sẽ có một cái mức SL khác nhau. Thế thì các anh chị em cứ mạnh dạn chia sẻ đối với mỗi người. Bây giờ mình đi vào thực tế luôn cái bài quản trị vốn nè. Mọi người bỏ cái tiền vào cái trò này, mọi người xác định đi bao nhiêu phần trăm, nếu như cháy bao nhiêu phần trăm tổng tài khoản thì ngừng lại. Hay là mọi người không hề có cái xác định đó, ví dụ như hôm nay có 300 thì nạp, ngày mai ở đã kiếm đâu ra được thêm 100 đô nạp cho thành 400. Thấy không ạ? Hôm nào vả tiền thì rút ra 200. Có nghĩa là giống như là cái kiểu mà hôm nay có rượu thì hôm nay uống gì đó. Không ạ? 50%. Ok, 50%. Thấy không ạ? Có bạn là 30 không ạ? Ít hơn không ạ? Hay cao hơn không ạ? Thấy gồng lỗ nhiều lắm mà, gồng lỗ giỏi lắm mà. Đúng không ạ? Rồi, thế thì giả sử nha, mình lấy một cái ví dụ của bạn Việt Anh. Bạn đang có tài khoản 1k, bạn bỏ vào và bạn xác định cái mức này là mức âm 50% là nghỉ chơi, đúng không ạ? Là ngưng lại, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà có âm 50% thì bạn vẫn còn một nửa, bạn không bị cháy tài khoản, đúng không? Đúng không? Ok, thế thì bây giờ mình làm một cái bài toán ngược. Bạn vẫn bỏ vào 1.000 đô, nhưng bây giờ bạn cắt luôn 500 đô này, bạn bỏ ra ngoài riêng cho tôi. Còn 500 đô này làm cái gì? Còn 500 đô này bạn chơi cho tôi. 500 đô này bạn chơi cho tôi. Lúc nãy chúng ta đã học một cái bài toán xác suất đúng không? Lúc nãy chúng ta đã học bài toán xác suất. Thế thì bây giờ chúng ta đặt một cái giả thuyết là 500 đô này bỏ ra ngoài. Nếu như còn 500 đô này chơi, nếu như 500 đô đang chơi này mà nó cháy thì 500 đô còn lại của tôi nè là tôi ngưng được rồi, tôi sai rồi, tôi chơi không lại trên market rồi, tôi ngưng, cũng chơi nó chỉ thua thôi, đúng không? Thì tôi không phải nhảy lầu nhảy cầu, đúng không ạ? Và đây là cái gì? Đây, cái chỗ này là cái quỹ dự phòng của các ông các bà đây nè, cái quỹ dự phòng. Và các ông các bà chỉ việc đánh trên cái gì? Đánh trên cái 500 đô này thôi. Và nếu như mà thua 500 đô này mà thua thì lấy trên cái quỹ này bỏ vào, đúng không? Ví dụ đánh 500 đô mà bạn đánh 10 lệnh, mỗi lệnh 50 đô. Đúng không ạ? Bạn thua 2 lệnh là 100 đô, thì chích 100 đô từ trong cái quỹ dự phòng này bỏ vô. Thì 50 đô này đầy lại. Nếu như cái quỹ dự phòng này mà nó hết luôn thì có nghĩa là bạn đang bay 50% tài khoản, thì bạn ngưng cho tôi. Bạn đang còn 500 đô còn lại đang bảo toàn. Đây là cách quản quản trị vốn để mọi người không phải hoang mang như ngày hôm nay. Hình dung không ạ? Đó là xong cái việc là quỹ dự phòng. Giả sử bạn đang thắng nha. Bạn thắng được 500 đô trên đây, bạn thắng được 100 đô là trên đây thành từ 500 thành bao nhiêu? Thành 600. Thành 600 thì lúc này chỗ này bạn đang được bơm máu và bơm giáp. Lần sau bạn có thua thì ở đây quỹ dự phòng bạn lên 600 chứ không phải 500. Nhưng nếu như một ngày đẹp trời bạn đánh thuận lợi, cái quỹ dự phòng 500 này của bạn lên 700, 750 thì cái việc là gì? Rút 250 ra xài đi,
tận hưởng cái sướng của người thắng cuộc đi, đúng không ạ? Để còn cái tinh thần đánh tiếp, còn lại 500 đô này, đúng không? Nếu ai để ý ngay cái giai rất lâu rất trước, có bạn bạn Vi bạn có nói cái quỹ dự phòng của bạn là lên 4.000 đô, bao nhiêu ngàn đô đúng không ạ? Là từ đây, từ đây ra. Tại sao có một số anh chị em học viên họ rất là vô vi, họ đánh họ thua họ cũng họ không có họ thua cũng được, đối với họ họ không là gì cả. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái lệnh thua của họ đều có cái quỹ dự phòng, và cái quỹ dự phòng này nó đang là dương chứ nó không có âm. Cho nên ví dụ như nếu như các bạn xây dựng ngay ban đầu thì hôm nay các bạn thua thì cái quỹ dự phòng này nó lắp vô cái tài khoản này có bị cháy đâu, và vẫn vô vi, vẫn đi công tăng bình thường, hình vô mà. Xong tiếp chúng ta qua đến cái phần 500 đô đang cầm tài khoản đánh nha. Chúng ta đặt một bài toán ra, khi nào cháy hết 500 đô này chúng ta phải đặt bài toán ra. Thế thì bây giờ chúng ta chia nó ra, 500 đô này ra là 100 lệnh, 500 đô 100 lệnh thì mỗi lệnh là bao nhiêu đô anh em? Mỗi lệnh 5 đô, đúng không? Không tin bạn làm cái kiểu này, bạn copy bé Vi mà cháy tài khoản, nói tôi đền lại cho bạn. Thật sự luôn á, không có luôn á. Bây giờ 100, 500 đô này nha, mà muốn mình đặt một cái giả thuyết logic đi, để nó cháy 500 đô này mà chúng ta chia ra là 100 lệnh, mỗi lệnh là 5 đô đúng không? Đánh 500 lần, 500 lệnh. Cháy liên tục 500 lệnh mới hết 500 đô này. Cô gọi là cháy liên tục nha. Tại sao lại cháy liên tục? Là bởi vì giả sử bạn cháy 5 lần, bạn cháy 10 lần 500 đô, 50 đô, 5 đô một lệnh, cháy 10 lần thì ở đây là 50 đô, bạn mất 50 đô. Nhưng có ai mà cháy 10 lệnh 10 lệnh liên tục không các bạn? Hay có ai mà cháy một loạt 50 lệnh liên tục không? Không có. Giả sử nếu như mà bạn giỏi đến nỗi bạn đánh cho cháy được một lần một loạt được 50 lệnh á, thì bạn đã có chén thánh rồi đó. Lần sau bạn nạp tiền giống như vậy, xây dựng giống như vậy, bạn nhận định xong bạn đánh ngược lại cho tôi thì cộng đồng bạn thắng, đúng không? Tại vì bạn đã đạt được cái ngưỡng là đánh luôn luôn thua, thì lần sau bạn đánh ngược lại là bạn luôn thắng, hình như không ạ? Cũng đánh phương pháp đó. Cho nên để cháy được 500 đô này với 100 lệnh tỷ lệ cực kỳ thấp. Giả sử bạn đánh 5 lô một lệnh, bạn đánh 10 lệnh, bạn cháy 10 lệnh là hết 50 đô, đúng không? Nhưng lệnh thứ 11, 12, 13, 14, 15 bạn thắng lại, thì những cái lệnh thắng đó là bạn sẽ được bơm vào tiếp vô trong đây. Thì lúc đó để cháy được tổng cái tiền trong đây mà bạn bơm vào là bạn đang bơm giáp và máu. Mà muốn cháy được tổng trên đây thì lúc đó không phải là 100 lệnh nữa, bạn phải cháy hơn 100 lệnh bạn phải cố gắng cháy hơn 100 lệnh bạn mới cháy được 500 đô này, hình dung không ạ? Cho nên tất cả cái việc quản trị vốn nó đều rất là logic và khoa học. Cái việc của các bạn là đừng có FOMO, đừng có tăng von, đừng có tăng đi điều von cho tôi. Nhất là ai mà đã follow theo tài khoản của bạn Vi, các bạn có đặt câu hỏi là tại sao cái ông nội gì con chú bé 2020 gì đó đánh tài khoản copy bé Vi lên được 6.000 mấy, họ không bỏ cuộc, họ vẫn đi theo. Và tài khoản của họ đến bây giờ lãi hơn 6k, thì các bạn nghĩ như thế nào? Là họ đi từ cái giai đoạn đầu, từ cái sóng 1 của bạn Vi cho đến cái sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5, sóng 2 điều chỉnh họ vẫn không bỏ cuộc. Họ đi đến sóng 3 họ ăn, xong sóng 4 giảm như ngày hôm nay họ không bỏ cuộc, thì họ để họ đón cái sóng 5 chẳng hạn. Họ đi như vậy. Và cái thứ nhất, cái thứ hai họ chia điều von ra. Nên cái tỷ lệ mà họ cháy tài khoản rất là thấp. Còn chúng ta là chúng ta đánh theo cảm tính. Kèo này ngon thì đánh ít 50, kèo kia ngon thì đánh ít 100, kèo này vui thì đi 100 đô, kèo kia ngon hơn, con bạc ngon quá vứt bà nó 2k, đúng không? Như hôm nay nè, mấy bữa thắng liên tục rồi, hôm nay ông thầy cho kèo chắc chắn ăn, bơm tiền vô đi, bụp một cái sáng cháy tài khoản, đúng không ạ? Và khi cháy tài khoản nhớ một câu tâm niệm là gì? Nhìn lại là rơi vào trường hợp nào, đi nhiều von hoặc là tăng volume, có phải hay không? Đấy. Rồi, và đây là cái bài quản trị vốn. Và hầu hết á, nói thật luôn, chúng ta chơi mỗi ngày như vậy, có tiền thì chúng ta cười, thua thì chúng ta buồn, đúng không ạ? Rồi ngày mai còn thở oxy được thì ngày mai quay đánh tiếp. Rồi thua nữa thì bắt đầu thề thốt như ông trader là thề non hẹn biển không chơi nữa. Nhưng cũng chính những người mà thề thốt đó lại quay lại, bởi vì họ là con nghiện của nó rồi, họ không bỏ được cái cổ nghiệp này đâu, họ không bỏ được đấy. Nhưng chung quy nhìn lại, họ chỉ đang làm cái phép cộng và phép trừ,
Tức là hôm nay có tiền thì cộng vào, chiều nay thua như hôm nay, chiều nay thua thì trừ ra, họ đang làm phép cộng phép trừ. Nhưng nói với các bạn một điều bí mật nha. Đánh trên thị trường tài chính này các bạn chỉ biết dùng phép cộng phép trừ thì đến cuối cùng các bạn thua cho nhà cái hết. Bị vặt sạch lông hết. Không có thắng được đâu. Đó là một cái sự thật. Các bạn muốn thắng được nó, các bạn phải có một cái xác suất trường thắng lớn hơn một hệ thống giao dịch đấy để chắc ăn là thắng được nó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn phải vận dụng một số cái nguyên lý tài chính để làm sao dù cho các bạn đánh thua nhưng trong 6 tháng các bạn vẫn vẫn thắng. Ví dụ như vừa rồi cô có ví dụ một cái câu chuyện đấy, trước đây cô ở trong một số cái group có những ông vui lắm, những ông thì đánh bên Sonic R, ông ngồi ông cãi với thằng đánh Ichimoku là phải về chỗ này chỗ nọ, là những người đó không có vô vi. Những người đó cãi xong nó còn nói là cô đánh theo cái kiểu của cô là luôn thắng, thắng nhiều lắm. Cô mới hỏi người đó là bây giờ nếu như vậy thì tỷ lệ thắng anh cao không? À, bình thường anh đánh 10 lệnh thì anh trúng, anh ra 10 lệnh, anh ra 10 kèo thì anh trúng bao nhiêu kèo? Nó nói với tôi là 10 kèo nó ra là trúng hết 7 kèo, 8 kèo rồi. Cô nói ủa nếu như vậy thì bình thường mà. Đúng không? Giống như anh đi thi toán á, mà anh được 7 điểm, 8 điểm mà anh không lên lớp thì mới là bất thường. Anh lên lớp là bình thường. Chừng nào mà anh đánh 10 kèo, anh thua 7 kèo, anh thắng 3 kèo mà chung cuộc anh thắng thì cái hệ thống giao dịch của anh nó mới là ổn. Hình dung không ạ? Tức là hầu hết chúng ta đang gì? Chúng ta đang đánh giá trên một cái điều kiện market thuận lợi không à. Chúng ta không xét. Chúng ta trên một cái điều kiện market nó không thuận lợi thì chúng ta có thở được hay không? Chúng ta có sống được hay không? Đó là cái điểm khác nhau. Ví dụ như bây giờ mà tài khoản bên em MK4 coi có cháy thì nó cũng chỉ là cháy tiền IB. Đúng không? Ngày mai ngày mốt mở mắt ra cũng có vài chục đô nạp vào để cô đánh tiếp và cô lại x2, x3 tài khoản nó lên bình thường. Và có phải một cái người đánh như vậy và một cái người mà đánh bằng cái tiền lương tháng mỗi ngày mà cô đi kiếm, cô đi lao động hoặc là tiền vay mượn, có phải hai cái trạng thái nó khác nhau không mà? Nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên cái tâm lý giao dịch là cái mà các bạn cần xử lý chứ không phải là cái phân tích kỹ thuật, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn phải có được một cái hệ thống giao dịch để có thể chẳng những sống được với market. Ví dụ như nguyên tuần vừa rồi là market con vàng nó đi trong một đà tăng, chúng ta sống được, thắng được thì rất là bình thường. Vàng nó chỉ việc xuống bay lên thôi, thắng rất là bình thường, không có gì ghê gớm. Đối với tôi không có gì ghê gớm cả. Nhiều ông có nhắn là sao phải đánh giỏi quá, ra tài khoản các kiểu, có thấy rất là bình thường. Khi nào mà như hôm nay nè, sáng nay vàng nó rớt mà tài khoản mà không cháy á, thì cái đó mới là giỏi, cái người đó mới là giỏi. Còn nếu như mà tài khoản cháy có nghĩa là bạn thắng 7 kèo mà bạn thua 3 kèo thì chung cuộc bạn thua, thì cái đó mới là nhục đó, cái đó mới là bắt nhục đó, cái đó mới là bất thường đó. Còn đánh 10 kèo mà thắng 3, thắng 7 thua 3 mà chung cuộc thắng thì rất là bình thường. Hình vô mà. Cho nên hãy cố gắng đưa mình vào nghịch cảnh đi thì cái thuận lợi nó luôn đứng đằng trước nó chờ mình. Chứ còn ai cũng hầu hết mọi người đều cứ vào cứ đòi kèo x2 x3 tài khoản. Như vừa rồi có ông nào cô mới nói chơi, cô có kèo x4 là các bạn vào không, cô nói thật luôn á, kèo x4 tài khoản luôn á, cô cho ai muốn giàu nhanh liên hệ tôi cho kèo x4 tài khoản. Thật sự không x4 được tài khoản các bạn cũng ăn ngập mồm luôn. Các bạn ra chợ Bình Tây á, các bạn có 2 tỷ á, cô giúp các bạn lên 10 tỷ nè, x5 tài khoản nè, các bạn lấy 2 tỷ các bạn ra chợ Bình Tây các bạn mua 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 bánh tráng trộn á, mua khoảng vài tấn bánh tráng trộn thôi, không xong rồi các bạn phân ra một bịch bánh tráng trộn á, là một bịch nhỏ các bạn phân ra vốn khoảng 2.000 đồng mà các bạn ra bán 10.000, có phải là kẹo ít năm không, bán kẹo ít năm không? Nhưng nếu như mà 2 tỷ mà ít năm lên 10 tỷ thì các bạn bán mù quýt các bạn mới bán hết được cái đống bánh tráng trộn đó, và các bạn bán không hết thì các bạn cũng ăn ngập mặt, đúng không? Đúng không ạ? Các bạn bán không hết thì các bạn cũng cũng ăn ngập mặt đó. Đó là kèo ít năm mà cô cho đó. Cô có cho sai kèo không? Cô vẫn cho chuẩn kèo nhưng vấn đề là nó không có độ thanh khoản thôi, các bạn không có giàu lên nhanh thôi, nhưng kèo vẫn chuẩn là ít năm đấy, và không không ăn được thì bạn vẫn sẽ ăn ngập mặt luôn, đúng không ạ? Ăn không hết thì đưa cho hàng xóm ăn, cậu trưởng cậu dân phố mời luôn công an khu vực ăn luôn cho vui nhà vui cửa. Cho nên muốn giàu nhanh là phải có quá trình thật sự, mà nghèo là có lý do. Rất chuẩn câu này, có rất tâm niệm.